các bạn, hôm nay các bạn đi shopping ở đâu? Zara. Diệu Kỳ rất là thích Zara vì Zara có nhiều quần áo rất là kiểu như Tây, European style, nên Diệu Kỳ sẽ đi vào Zara cho các bạn thấy cái shop này như thế nào nhé. Rất là đông, nếu mà những người giày sale thì phải đứng xếp hàng, nhưng mà hôm nay thì bớt khách hàng đi vì sale cũng đã giảm xuống nhiều, ai cũng mua quá nhiều đồ rồi. Thì đây, cho các bạn thấy đây là đồ thiết kế như kiểu châu Âu và rất là đẹp. Giá cả phải chăng và màu rất là đẹp, màu họ thiết kế rất là rực rỡ như là tình yêu mùa hè. Các bạn thấy đây có những áo vest, những đôi guốc rất là đẹp. Chị rất là thích Zara. Giới trẻ hay shopping đó là có Hello Kitty, mua yêu như dầu thơm, perfume Hello Kitty, nên các bạn từ tuổi còn trẻ thích, có là con gái thích Hello Kitty perfume. So intense for Zara capsule collection. Kit Zara. Giá cả cũng phải thước, phải chăng. Đây những cái hiệu như Wonder Rose, Rose Command, Bonnie. Thank you.